Trong cuộc đào tẩu từ casino Campuchia ngày 18 tháng 8 năm 2022 có 40 người vào được Long Bình, 9 người bị thương và 1 người mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21, đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ 40 người, 35 nam, 5 nữ. Số người trên chưa xác định được nhân thân, lai lịch từ một casino thuộc ấp Cherry Thôn, xã Sam Thao Phao, huyện Cao Thông, tỉnh Kang Dang, Campuchia, bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó, có 9 người bị thương nhẹ, hiện đang được y tế địa phương thăm khám, chăm sóc qua công tác nắm tình hình và quần chúng nhân dân cung cấp thông tin. Ngoài ra, còn một đối tượng bơi qua sông Bình Di bị mất tích. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đang phối hợp các lực lượng chức năng tìm. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau khi sang Campuchia thì hợp đồng và làm việc tại một casino, công việc hàng ngày là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Đưa mấy em lên xe về giữ. Là 1 giờ. Đó, dắt đi đó. Ai biết mấy qua ngày mà 1 giờ mà 1 giờ thi à? Ngày không có. Ai biết mình. Hết sức cái tướng rồi. Tướng là một cái thai thôi. Này dắt đưa về huyện hết trơn. Nó đâu có hay là chiếc xe nó đi bởi vì ông nói rồi nó đi ra tính nhìn thôi chứ xe lỡ quẹ đi mất tiền rồi. Nó làm lẽ đó. Giờ hai bên đang chờ vớt xác. Chó đẻ đắm cái casino. Lên đi Hùng ơi, người nhà em bên kiếm nè, ở dưới sông lạnh lắm đó em ơi. Người nhà em về quê nè, đưa ước em về quê. Nè cái bọc mày ơi. Cái bọc. Có phải không? Không có đạp đây đâu. Ở dưới sông lạnh đó, đi ra đi lên nha em ơi. Không có tắt ở đây đâu ơi. Bỏ quần trên cano vậy.